đầu, các điện thoại hàng đầu như là Nokia, như là Siemens, vân vân, thì ngày càng lùi bại. Mà một trong những cái nguyên nhân chính các bạn đó là cái khả năng phát triển sản phẩm mới điện thoại smartphone của họ là không theo kịp thị trường. Thì đó là chúng ta thấy, là để nêu một cái ví dụ để thấy rằng là nếu các doanh nghiệp mà không có khả năng phát triển sản phẩm mới thì rất dễ bị loại ra khỏi thị trường. Thứ hai là việc phát triển các sản phẩm mới là một công việc vô cùng khó khăn. Cái nhóm thứ nhất là nhóm mà chúng ta nói đến là có các sản phẩm hoàn toàn mới. Còn một cái nhóm thứ hai trong sản phẩm mới đó là các sản phẩm cải tiến. Ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam chúng ta thì việc mà các cái doanh nghiệp mà có được cái sản phẩm mới với tính năng hoàn toàn mới thì nó rất ít. Ngược lại, những cái loại sản phẩm mà người ta sử dụng cái công nghệ của các cái doanh nghiệp hàng đầu hoặc là các cái sản phẩm được cải tiến thì nó phong phú hơn. Lấy ví dụ như hiện nay trên thế giới của trong hệ thống viễn thông di động thì đang phát triển công nghệ điện thoại 5G. Cái mạng 5G là một cái công nghệ hoàn toàn mới. Và trên thế giới thì có rất nhiều các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, cho đến hiện nay thì người ta xác định là đầu năm 2021 thì trên thế giới này hiện mới chỉ có là năm quốc gia đi đầu trong phát triển. Ở châu Á đấy có 5 quốc gia đi đầu trong phát triển công nghệ 5G. Đó là gồm có dẫn đầu là Trung Quốc, thứ hai là Hàn Quốc, thứ ba là Nhật Bản, thứ tư là Ấn Độ và thứ năm là Việt Nam. Trên thế giới thì có thêm một số các quốc gia như là Mỹ, như là Anh, như là Phần Lan, như là Pháp thì cũng đã đầu tư vào công nghệ 5G. Tuy nhiên thì cái số lượng mà các công ty làm chủ được công nghệ 5G thì hiện nay là còn rất ít ạ. Và như vậy cái sản phẩm mới trong lĩnh vực viễn thông di động là hệ thống viễn thông 5G dự báo là sẽ phát triển trong những năm sắp tới. Thì đây là một cái sản phẩm hoàn toàn mới và có rất nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới nhưng cũng không có khả năng để tiếp cận và phát triển chế tạo các cái sản phẩm 5G, mà chỉ có một số rất ít các cái quốc gia, nói cụ thể hơn là có rất ít các công ty có thể tiếp cận và phát triển các cái công nghệ này. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy rằng là công nghệ 5G nó sẽ rất phổ biến và các thiết bị 5G sẽ nhanh chóng phổ biến cả thế giới, nhưng phần lớn là các doanh nghiệp là bắt chước hoặc là mua lại công nghệ và cải tiến các công nghệ đó mà thôi. Thì như vậy thì phát triển sản phẩm mới sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là các sản phẩm hoàn toàn mới và cái loại thứ hai là loại sao chép và cải tiến. Thì cái nhóm mà sao chép và cải tiến thì sẽ nhiều hơn. Các sản phẩm trên thị trường chủ yếu là các sản phẩm cải tiến và được gọi nó là sản phẩm mới. Nhìn vào xe máy chẳng hạn. Xe máy thì có rất nhiều các loại xe máy và mỗi một loại xe máy ra thì được gọi là một cái sản phẩm mới. Tuy nhiên, đó là mới về hình thức, còn về bản chất, công nghệ của nó thì trên thực tế là không có sản phẩm mới. Ví dụ các loại sản phẩm mới trong xe máy chúng ta có thể kể đến như là xe máy đạp số, xe máy số. Loại thứ hai là xe máy số tự động, hay chúng ta còn gọi là xe ga đấy. Thì đó là hai cái công nghệ hoàn toàn mới, nó làm thay đổi bản chất của xe máy. Nhưng mà từ hai cái công nghệ này thì có rất nhiều các sản phẩm mới khác nhau.
Mỗi một hãng như vậy có thể có hàng chục cái sản phẩm và người ta gọi đều gọi là sản phẩm mới. Nhưng cái mới đó là gì? Là mới về mặt hình thức, còn về công nghệ thì nó đều dựa trên một cái công nghệ đã được phát minh. Đó là chúng ta nói đến chiến lược phát triển sản phẩm. Và cho dù là các sản phẩm mới nó chỉ là cải tiến hoặc là sản phẩm mới về hình thức, thì về mặt nguyên lý đây cũng là cái cơ sở để cho doanh nghiệp có khả năng để phát triển. Và chúng ta cũng thấy rằng là đầu tư vào phát triển một cái sản phẩm mới là một việc vô cùng khó khăn, và không phải cái doanh nghiệp nào cũng có thể tạo ra được sản phẩm mới hoàn toàn mới đấy, mà chủ yếu là các doanh nghiệp sẽ bắt chước, sẽ là cải tiến các sản phẩm để đưa ra các cái sản phẩm khác mới về hình thức để cạnh tranh được trên thị trường. Thì đó là chúng ta nói đến chiến lược về phát triển sản phẩm mới. Và khi có cái sản phẩm mới thì cái khả năng đón nhận của thị trường về mặt nguyên lý là đáp ứng được cái nhu cầu mới, và nhờ có cái nhu cầu mới đó thì doanh nghiệp mới có khả năng để phát triển. Thì đó là ba cái nhóm chiến lược về phát triển tập trung mà điển hình được nêu ra. Còn ngoài ra còn có rất nhiều các cái loại chiến lược tập trung khác. Về bản chất đó là chúng ta sẽ phát huy những cái nội lực để phát triển những cái sản phẩm, những cái dịch vụ để bán ra trên thị trường, và tập trung vào những cái lợi thế mà chúng ta sẵn có. Chúng ta không đầu tư giàn trải thì đó là chiến lược tăng trưởng tập trung. Vậy chiến lược tăng trưởng tập trung thì nó có những ưu nhược điểm gì? Ưu điểm đầu tiên mà chiến lược tăng trưởng tập trung mang lại cho chúng ta là doanh nghiệp với năng lực hạn chế thì vẫn có khả năng phát triển cạnh tranh trong thị trường. Cũng giống như kiểu chúng ta không có nhiều tiền nhưng mà chúng ta có một gì à, có một cái năng lực nào đó, chúng ta vẫn có thể cạnh tranh được trên thị trường lao động hay là trên thị trường bán hàng, nhờ vào gì à, nhờ một cái lợi thế nào đó chúng ta sẵn có. Chúng ta học không giỏi chúng ta vẫn có thể xin được việc, bởi vì chúng ta có thể có một cái lợi thế như là chơi thể thao giỏi, văn nghệ giỏi, hay là năng động trong các cái công tác xã hội. Bởi vì mỗi một cái doanh nghiệp thì có thể có nhiều cái mục tiêu khác nhau, bởi vậy cho nên là có người thì sẽ cạnh tranh bằng bằng chuyên môn, có người thì sẽ cạnh tranh bằng những cái lợi thế riêng về các cái năng lực mà chúng ta có thể đóng góp được cho sự phát triển của doanh nghiệp. Cái lợi thế thứ hai đó là chúng ta sẽ phát triển được doanh nghiệp, phát triển được thị trường, bán được nhiều hàng hóa với một cái chi phí là hợp lý, hay còn gọi là chi phí thấp nhất. Lý do là chúng ta đã phát triển cạnh tranh dựa trên những cái lợi thế sẵn có của chúng ta, và cái sự tập trung đó nó sẽ làm cho cái hiệu suất về cái cải tiến trong cái vấn đề phát triển cái lĩnh vực tập trung của chúng ta tốt hơn, và nhờ tập trung vào mũi nhọn đó cho nên là chúng ta có thể tạo được cái sự thành công, tạo được sự thành công. Thì đó là những cái lợi thế của chiến lược tập trung. Tuy nhiên chiến lược tăng trưởng tập trung có một cái bất lợi rất lớn, đó là gì ạ? Là nếu giả sử như doanh nghiệp chúng ta có nhiều lợi thế mà chúng ta lại không phát triển một chiến lược tổng thể đa đa dạng thì chúng ta sẽ bỏ lỡ đi các cơ hội. Bởi vì nếu đối với cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có nhiều tiềm năng thì có thể vừa phát triển sản phẩm vừa phát triển thị trường, vân vân. Tuy nhiên đó là đòi hỏi cho các doanh nghiệp lớn. Còn ngược lại thì nếu doanh nghiệp mà ít tiềm năng thì việc phát triển một cách cùng lúc nhiều chiến lược sẽ không hợp lý. Bởi vậy cho nên là nhìn dưới cái góc độ mà nhược điểm thì rõ ràng là nếu chúng ta chỉ phát triển tăng trưởng tập trung thì có thể chúng ta đã bỏ lỡ đi vì cơ hội để phát triển. Đấy là một số cái nội dung chính của chiến lược tăng trưởng tập trung. Và về phần này thì chúng ta hãy lưu ý rằng là gì ạ? Thông thường thì các doanh nghiệp khi mới phát triển trên thị trường, ví dụ như là vừa mới ra đời hoặc là vừa mới thâm nhập vào một thị trường, thì người ta thường là sẽ phát triển theo cái mô hình tăng trưởng tập trung, tức là chỉ tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó mà chúng ta có nhiều lợi thế, rồi sau khi đã thành công
thì chúng ta mở rộng ra các cái chiến lược khác. Thì đó là cái nhóm chiến lược thứ nhất. Thông qua cái nhóm chiến lược này thì có bạn nào có yêu cầu gì không ạ? Hay là có muốn hỏi thêm gì không ạ? Alo, có bạn nào hỏi gì không ạ? Rồi nếu không bạn nào có ý kiến thì chúng ta sẽ chuyển sang nhóm chiến lược thứ hai. Đó là chiến lược hội nhập chiều rộng. Chiến lược hội nhập chiều rộng là chiến lược mà doanh nghiệp sẽ phát triển dọc theo cái tiến trình sản xuất kinh doanh của mình để đảm bảo các yếu tố đầu ra hoặc đầu vào trong hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ minh họa bằng một cái hệ thống, một cái mô hình như sau. Chiều dọc, đây là chúng ta nói đến cái quá trình phát triển dọc theo cái tiến trình sản xuất kinh doanh. Về tiến trình sản xuất kinh doanh đó là gì? Là chúng ta sẽ thu nhận đầu vào, chúng ta chế biến và sẽ bán các sản phẩm ra thị trường. Như vậy là chiều từ đầu vào cho đến đầu ra là thuận chiều. Vậy thì chiến lược hội nhập chiều dọc là gì? Đó là chúng ta sẽ phát triển cái hoạt động kinh doanh bằng cách nối dài cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ra. Lấy ví dụ như trước đây chúng ta là một doanh nghiệp chăn nuôi chẳng hạn. Thế thì chăn nuôi là chúng ta sẽ mua nguyên vật liệu để chúng ta thực hành cái công tác chăn nuôi. Và sau khi chăn nuôi thì chúng ta bán sản phẩm ra thị trường. Bán xuất bán lợn, xuất bán gà, xuất bán gia cầm hoặc là gia súc ra thị trường. Như vậy cái hoạt động của chúng ta chỉ còn là một công đoạn thôi. Vậy nếu hội nhập chiều dọc là từ cái việc là chúng ta sản xuất chăn nuôi, trước đây chúng ta mua gạo, mua cám, mua các cái thức ăn gia súc về để chăn nuôi, thì bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái nhà máy để chế biến thức ăn gia súc. Thay vì chúng ta đi mua các sản phẩm chế biến sẵn thì chúng ta sẽ mua các nguyên liệu về chúng ta chế biến, sau khi chế biến thì chúng ta đưa vào chăn nuôi. Thì có quá trình mà chúng ta mở rộng cái hoạt động sản xuất ra cái hoạt động chế biến thức ăn gia súc để phục vụ cho cái hoạt động của chúng ta thành một cái chuỗi, người ta gọi đó là quá trình hội nhập ngược chiều. Tức là nó hội nhập về cái phía đảm bảo các yếu tố đầu vào, nó làm cho gì, chất lượng sản phẩm nó tăng lên, nó làm cho cái việc chúng ta chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Và sau khi mà chúng ta đã thêm một cái nhà máy chế biến thức ăn gia súc để phục vụ cái việc chăn nuôi của chúng ta, thì trước đây chúng ta sẽ bán các cái gia súc của mình hoặc là gia cầm của mình cho thị trường. Thì sau này doanh nghiệp sẽ bước thêm một bước nữa, đó là gì, là xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm. Chăn nuôi xong thì sẽ chuyển các cái sản phẩm chăn nuôi vào trong nhà máy chế biến. Và sau khi chế biến các loại sản phẩm, thành phẩm rồi thì chúng ta mới đưa sản phẩm đó ra thị trường. Thì cái quá trình mà từ cái sử dụng cái đầu ra của hệ thống chăn nuôi để chúng ta chế biến ra các cái loại thực phẩm đã được tinh chế rồi mới xuất ra thị trường, thì cái quá trình mà mở rộng ra cái hoạt động chế biến sản phẩm sau khi chăn nuôi đó, người ta gọi là hội nhập về phía đầu ra của sản phẩm, hay còn gọi là hội nhập thuận chiều, có nghĩa là nối dài về cái hướng phát triển chủ động các hoạt động sản xuất đầu ra. Và đây đây là cái mô hình hội nhập ngược chiều, có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư vào cái hướng là đảm bảo các yếu tố đầu vào. Như là lúc nãy là một doanh nghiệp chăn nuôi thì mở thêm nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Và sau khi mà lập ra cái nhà máy chế biến thức ăn gia súc thì nếu doanh nghiệp mà phát triển tiếp tục về cái hướng hội nhập ngược chiều thì chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, đó là gì ạ? Đó là sản xuất các nguyên liệu để chế biến thức ăn gia súc. Ví dụ như là lập trang trại hoặc là liên kết để chúng ta có thể trồng ngô, khoai, sắn hoặc là lúa gạo, vân vân.
để từ cái nguyên liệu đó để chúng ta chế biến ra thức ăn gia súc. Thì cái bước thêm một bước nữa đó là nối rộng về cái phía hội nhập đầu vào, thì cái nhóm đó gọi là nhóm hội nhập ngược chiều. Ngược lại, cái nhóm hội nhập về thuận chiều là hội nhập về chủ động các yếu tố đầu ra. Như là một doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi, lúc nãy chúng ta lấy ví dụ, sau khi mà chăn nuôi xong thì chúng ta sẽ đưa gia cầm gia súc vào nhà máy chế biến của chúng ta, là tạo ra một cái nhà máy chế biến. Và sau khi tạo ra một cái nhà máy chế biến là chúng ta đã bước đầu gia nhập vào hội nhập thuận chiều đấy, chuẩn bị các yếu tố đầu ra chủ động hơn. Và sau khi mà trước đây thì sau khi chế biến xong chúng ta sẽ bán cho các đầu mối để họ phân phối trên thị trường. Thì bước tiếp theo để chúng ta tiếp tục phát triển hội nhập thuận chiều đó là chúng ta sẽ mở một cái chuỗi cửa hàng bán các cái sản phẩm chế biến từ nhà máy chế biến của chúng ta. Thì cái quá trình mà mở rộng ra một cái hệ thống phân phối trực tiếp của chúng ta sử dụng các sản phẩm được chế biến từ hệ thống chăn nuôi, từ nhà máy chế biến, thì quá trình đó người ta gọi là hội nhập phân chiều. Lấy một ví dụ khác, thí dụ như là một nông trường sản xuất cà phê. Trước đây sau khi sản xuất xong thì người ta sẽ bán cái hạt cà phê ra thị trường, và như vậy là xong cái quá trình hoạt động kinh doanh của họ. Sau này doanh nghiệp phát triển cái hội nhập đầu ra hay là hội nhập thuận chiều, thì doanh nghiệp sẽ xây một cái nhà máy chế biến cà phê, rang xay cà phê đấy ạ. Và sau khi rang xay cà phê thì bán sản phẩm đã được tinh chế ra thị trường, thì cái quá trình đó là quá trình hội nhập thuận chiều. Nhưng mà để phát triển cái hội nhập thuận chiều này thì trước đây là hoàn toàn sau khi chế biến xong người ta sẽ bán ra thị trường, thì tiếp theo một bước nữa là doanh nghiệp sẽ xây dựng các cái hệ thống chuỗi cà phê bán các cái sản phẩm cà phê pha chế ra thị trường. Như vậy thì cái hệ thống các cái quán cà phê của nhà máy là cái bước tiếp theo sau khi đã chế biến cà phê, và nó làm cho gì, làm cho cái quá trình sản xuất kinh doanh của cái doanh nghiệp này ngày càng dài ra theo cái hướng là gì, chủ động phân phối các cái sản phẩm đầu ra của mình. Thì đó là những cái ví dụ cho cái hội nhập kinh doanh thuận chiều. Vậy thì trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh thì tùy theo gì ạ, tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh cũng như là cái nhận định về tình hình, doanh nghiệp có thể phát triển theo một cái hình thức là gì ạ, là phát triển hội nhập chiều dọc. Và kết quả của phát triển hội nhập chiều dọc là từ một cái công đoạn ban đầu, doanh nghiệp sẽ có gì ạ, sẽ có các cái công đoạn tiếp theo. Sản phẩm đầu ra của công đoạn này sẽ là sản phẩm đầu ra đầu vào của công đoạn khác. Cái chuỗi sản xuất kéo dài như vậy người ta gọi đó là quá trình phát triển hội nhập thuận chiều, hội nhập chiều dọc. Vậy thì các doanh nghiệp nào phát triển hội nhập chiều dọc? Về mặt nguyên lý thì tất cả các doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát triển theo chuỗi chiều dọc. Tuy nhiên chỉ có một số các doanh nghiệp thì chọn phương án này, chọn phương này. Còn rất nhiều các doanh nghiệp khác thì sẽ không phát triển theo cái hướng này. Vậy thì lý do gì để người ta lựa chọn hội nhập kinh doanh chiều dọc ạ? Theo các bạn thì người ta hội nhập kinh doanh chiều dọc để làm gì ạ? Nào, xin hỏi ý kiến của các bạn, bạn nào phát biểu ạ? Các bạn nào phát biểu không ạ? Người ta phát triển hội nhập kinh doanh chiều dọc để làm gì? Alo? Vâng, mời bạn Nhật Khanh. Dạ thưa thầy, theo em cái này là do giúp doanh nghiệp có thể giảm chi phí kinh doanh và tăng tăng uy tín đối với khách hàng. Tại sao lại tăng uy tín được với cái hàng? Dạ khi tại vì khi mà các sản phẩm từ cái
mình có thể là chế biến từ cái công đoạn đầu tiên để tạo ra một cái sản phẩm để mình bán luôn á thầy. Ừ, thì mình bán thì tạo ra sản phẩm thì bán thì các doanh nghiệp nào cũng chế biến sản phẩm để bán cả. Vấn đề là tại sao mà trong chuỗi hàng giả thì là có thể là thu hút được khách hàng ấy. Rồi cảm ơn Nhật Khanh các bạn. À, có ý kiến khác không ạ? Bạn Nhật Khanh thì nói rằng là chuỗi hàng dọc có thể tạo ra được uy tín cho sản phẩm để thu hút khách hàng. À, tuy nhiên thì giải thích cũng thì chưa rõ lắm. Có bạn nào có những ý kiến khác và hoặc là giải thích thêm cái ý kiến của bạn Nhật Khanh ạ? À? Xin mời ạ. À. Alo ạ, có bạn nào phát biểu thêm không ạ? Rồi không có ý kiến phát biểu thêm. Sẽ mời một đại diện của nhóm 3. Alo nhóm 3 có ai ở đây không? Alo. Dạ có em ạ. Rồi, Đặng Thị Bích Dạ, theo em thì nếu mà kinh doanh theo thuận chiều á thì mình sẽ kiểm soát được tất cả các yếu tố. À, mình sẽ nắm được khu vực nào đang gặp vấn đề và có thể tự điều chỉnh khi có tình huống phát sinh. vâng, đó là cái tính chủ động trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn có vấn đề gì không? Như bạn Nhật Khanh thì nói rằng thầy thấy ý kiến đó rất đúng, đó là nó tính cho sản phẩm dịch vụ của chúng ta, nhưng vấn đề là vì sao nó lại tăng được uy tín và sản phẩm dịch vụ. Bích Lê có thể giải thích được không? Khó khăn à? Chưa nghĩ ra phải không? Ok, không chưa nghĩ ra thì cũng không sao. Có bạn nào phát hiện ra vấn đề này không ạ? À, nghe tiếng khó khăn quá nhỉ. Vâng. Về vấn đề này thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Cái việc mà doanh nghiệp phát triển theo hệ thống hàng dọc thì nó có rất nhiều các lợi thế. Cái lợi thế như các bạn đã nói, tổng hợp lại chúng ta có thể nêu lại như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thí dụ như chúng ta có chủ động trong vấn đề đầu ra đầu vào thì hoạt động của hệ thống chúng ta sẽ nhịp nhàng hơn, chúng ta không phải phụ thuộc nhiều vào các cái đối tác của chúng ta. Cái hệ thống do chúng ta kiểm soát thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong vấn đề điều chỉnh, không bị các cái biến động thị trường nó bị ảnh hưởng nhiều. Thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được chi phí. Các chi phí mà trước đây chúng ta phụ thuộc ở bên ngoài thì nó có thể trôi nổi, nó có thể tăng giảm bất thường. Nhưng nếu trong một hệ thống thì chúng ta sẽ điều tiết được cái việc đó. Nó sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta nó hiệu quả hơn nhờ vào việc gì là mua bán nội bộ. Thì với những cái giá mà chúng ta có thể kiểm soát được, không bị đẩy lên đẩy xuống đó. Và cái thứ ba là nó sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được chất lượng và tăng uy tín được cho khách hàng, đúng y như là bạn Khanh nói. Nhưng cái cách giải thích của chúng ta đây là như sau: khi chúng ta mà sản xuất kinh doanh trong một cái chuỗi thì về mặt nguyên tắc chúng ta kiểm soát được chi phí, nhưng cái quan trọng hơn là chúng ta có thể kiểm soát được chất lượng. Chúng ta muốn chất lượng kiểu gì thì chúng ta sẽ kiểm soát cái kiểu đó. Và về nguyên tắc thì để nâng cao chất lượng sản phẩm thì chúng ta sẽ cố gắng để gì ạ? Để làm cho sản phẩm tốt hơn, và chúng ta sẽ kiểm soát về các yếu tố đầu vào đầu ra.
giúp cho nguyên liệu cho đến nhiều quá trình sản xuất theo cái tiêu chuẩn chúng ta, và nó đúng đạt theo cái tiêu chuẩn chúng ta, và làm cho cái sản phẩm chúng ta đạt được cái chất lượng như mong muốn của chúng ta. Và đó là cái cách để chúng ta thuyết phục với khách hàng. À, ta lấy ví dụ như trước đây có một giai đoạn người ta gọi là nước mắm của các nhà sản xuất có chứa chất ure, và sau khi phân tích ra thì người ta thấy rằng là nước mắm sản xuất mặc dù là theo truyền thống thì nó vẫn bị nhiễm ure. À, ban đầu thì người ta quy cho gì ạ? Quy cho các nhà sản xuất chế biến nước mắm ấy là bỏ ít ure vào để tăng cái độ đạm của nước mắm. À, tuy nhiên thì sau này thì người ta đã chứng minh ra được là không phải các nhà sản xuất tăng ure, bỏ ure vào trong quá trình ngâm mắm để làm nước mắm, mà đây là một cái kết quả không mong muốn của các nhà sản xuất. Vậy thì ure nó có từ đâu? À, ure nó có từ nhà cung cấp nguyên liệu. Đó là gì ạ? Đó là các tàu cá trong cái quá trình mà sản xuất và đánh bắt cá trên trên biển thì họ có một cái cách bảo quản, đó là bỏ ure vào trong hầm cá để giúp cho cá nó bị nó đỡ bị ươn, người ta gọi là ươn, nó bị hỏng. Ngoài cái việc bỏ đá để giữ giữ lạnh thì người ta còn cho thêm cả ure để làm cho cái quá trình mà phân hủy của cá nó chậm lại, làm cho cá tươi hơn. Và cái ure đó nó sẽ ngấm vào trong cái cá, và trong quá trình chế biến về sau của các nhà sản xuất ý, là nước mắm ấy, thì cho dù rửa kỹ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể loại được cái tạp chất ure ở trong 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 con cá. Vì vậy cho nên là khi mà đưa vào ngâm ngâm ủ theo đúng quy trình và vệ sinh an toàn thực phẩm rất tốt thì cái nguyên liệu nó nhiễm vào cái chất ure đó nó sẽ thôi ra ở trong nước mắm, và nó làm cho nước mắm gọi là trở thành nước mắm bẩn đấy. À, một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy rằng là khi chúng ta không kiểm soát được cái vấn đề nguyên liệu hoặc là cái vấn đề đầu vào trong sản xuất kinh doanh thì rất có thể quy trình chúng ta có hiện đại đi bao nhiêu chăng nữa thì sản phẩm chúng ta cũng không đạt được khẩu. Do đó cái chuỗi phát triển hàng dọc từ nguyên liệu cho đến chế biến thành phẩm của chúng ta được kiểm soát, nó sẽ làm cho sản phẩm của chúng ta đạt cái chất lượng mà chúng ta mong muốn, và đó là cái quá trình để tăng uy tín với khách hàng. Cũng giống như kiểu mà chúng ta đi du lịch thì một trong những cái mong muốn của rất nhiều khách hàng là người ta muốn mua sản phẩm ở ngay tại cơ sở sản xuất, ngay tại sản xuất. Cái việc mua sản phẩm ở ngay tại cơ sở sản xuất là để tránh cái việc là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Vậy thì cái yếu tố mà sản xuất theo chuỗi hàng dọc, kiểm soát được cái nguyên vật liệu cũng như là kiểm soát được cái quy trình sản xuất kinh doanh theo cái chuẩn của chúng ta, nó sẽ làm cho cái sản phẩm của chúng ta tăng được uy tín cho khách hàng. Đấy là cái mà chúng ta giải thích cho cái việc là tại sao nhiều doanh nghiệp lại muốn phát triển hội nhập kinh doanh chiều dọc. Ngoài những vấn đề như vậy thì rõ ràng là gì ạ? Là trong cái chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta ấy, thì có rất nhiều các công đoạn mà cái giá trị gia tăng của nó tăng lên rất là nhiều. Vì vậy cho nên là rất nhiều cái doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển cái chuỗi hàng dọc này ở những cái khâu mà nó mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi nhuận. Lấy ví dụ cụ thể như là sản xuất cà phê chẳng hạn. Trong sản xuất cà phê thì cái công đoạn mà mang lại ít giá trị gia tăng nhất đó là trồng trọt. Doanh nghiệp mà trồng trọt bán cà phê thô ra thị trường thì được rất ít lợi nhuận. Cái công đoạn thứ hai là công đoạn về chế biến từ cà phê thô thành cà phê bột thì mang lại cái giá trị rất là cao. Bởi vậy cho nên là những doanh nghiệp mà chế biến cà phê để biến bán ra trên thị trường thì có cái tỷ suất lợi nhuận nó cao hơn. Một cái công đoạn nữa cũng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao đó chính là mở cửa hàng cà phê, sử dụng cái cà phê đã được tinh chế để chế biến và bán trực tiếp cho khách hàng.
sử dụng sản phẩm. Vậy thì nếu giả sử như mà một doanh nghiệp chỉ có chế biến, chỉ có sản xuất cà phê thì lợi nhuận rất thấp, nhưng nếu mở rộng ra được cái chuỗi này ở cái việc là chế biến và bán các sản phẩm cà phê đó thì giá trị gia tăng của nó sẽ tăng rất là nhiều. Cho nên là tùy theo gì ạ, tùy theo cái yêu cầu cũng như là tùy theo cái nhận định là khả năng tham gia được vào công đoạn nào và cái công đoạn nào mang nhiều lợi nhuận, người ta sẽ đầu tư vào cái lĩnh vực đó. Thì đấy là những cái ưu điểm của chiến lược hội nhập chiều rộng. Bởi vậy cho nên là rất nhiều các doanh nghiệp đã phát triển cái chuỗi kinh doanh này. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là phát triển hội nhập chiều rộng không phải lúc nào cũng thuận lợi, nó vẫn có một số các khó khăn. Những khó khăn đó có thể được thể hiện như sau. Thứ nhất là khi chúng ta phát triển chuỗi hàng rộng thì nó sẽ làm cho cái quá trình hoạt động của chúng ta mở rộng ra nó nhiều công đoạn hơn và nó cũng sẽ gia tăng cái sự phức tạp hơn. Nếu trước đây chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề trồng trọt, chúng ta chỉ am hiểu về trồng trọt là chúng ta có thể tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu và năng suất hiệu quả chất lượng cao, nhưng bây giờ chúng ta lại mở thêm nhà máy chế biến thì sẽ phải có những kỹ thuật và công nghệ mới, có những vấn đề rắc rối mới trong kinh doanh về chế biến rang xay cà phê, rồi từ rang xay cà phê chúng ta lại tổ chức là chuỗi cửa hàng bán cà phê. Thế thì ba cái công đoạn này sẽ có những cái kỹ thuật về marketing, kỹ thuật về bán hàng, kỹ thuật về quản lý, kỹ thuật về phát triển kinh doanh hoàn toàn khác, và nó sẽ làm cho cái quá trình quản lý trở nên phức tạp và rắc rối. Thứ hai là cái việc mà chúng ta mở rộng càng nhiều cái công đoạn thì nó lại càng đối mặt với lại những cái bất ổn về môi trường. Trong công đoạn khác nhau sẽ có các đối thủ khác nhau, sẽ có gì ạ, sẽ có những cái bí quyết khác nhau để cạnh tranh. Vì vậy cho nên là càng mở rộng ở nhiều công đoạn khác nhau thì chúng ta phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh, chúng ta sẽ phải gì ạ, sẽ phải đối mặt với nhiều bất ổn của môi trường, chúng ta sẽ phải đầu tư và tìm kiếm những cái bí quyết trong từng lĩnh vực đó, nó sẽ làm cho hoạt động chúng ta trở nên phức tạp và rất có thể là sa sẩy ở một vài công đoạn nào đó, có thể giúp cho sẽ làm cho cả hệ thống bị ảnh hưởng. Thứ ba là chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn khi mà thị trường có những cái thay đổi. Thị trường thay đổi thì nó sẽ làm cho cái hoạt động của chúng ta nó bị ảnh hưởng, nhất là gì ạ, nhất là ảnh hưởng cả một hệ thống. Thí dụ như là người ta đang sử dụng cà phê rất là nhiều, nhưng mà vì một cái điều tiếng gì đó về cà phê mà xấu thì người ta sẽ không sử dụng nhiều, và khi không sử dụng nhiều như vậy thì toàn bộ cái chuỗi hoạt động của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị ảnh hưởng. Lấy ví dụ như là nếu có một cái thông tin xấu rằng là sử dụng cà phê nhiều nó sẽ tổn hại đến sức khỏe vân vân, thế thì cái tác động xấu này nó sẽ lan ra cả xã hội và người ta ít tiêu dùng, và khi đó thì toàn bộ hoạt động của chúng ta ở trong chuỗi cà phê sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền, hay nó gọi là sụp đổ. Vì vậy cho nên là những thay đổi về nhu cầu, những thay đổi về bất lợi rất có thể nó sẽ làm cho cả hệ thống của chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi vậy cho nên là gì ạ? Bởi vậy cho nên là việc tham gia hội nhập phát triển chiều rộng như thế nào thì nó phải tùy thuộc vào cái việc là chúng ta có đủ năng lực để tham dự hay không. Thứ hai là chúng ta có thể phải chọn những cái công đoạn nào cho nó phù hợp, và thứ ba là chúng ta cũng phải chọn cái hình thức để chúng ta gia nhập vào thị trường sao cho nó hiệu quả. Và vì những vấn đề như vậy cho nên là gì ạ, hiệu quả của chúng ta trong vấn đề sử dụng cái chiến lược hội nhập chiều rộng này nó phải tùy thuộc vào một số các điều kiện để chúng ta có thể áp dụng sao cho nó hiệu quả.
Điều kiện thứ nhất đó là chúng ta phải có năng lực để phát triển cái chuỗi hàng dọc. Khi chúng ta có cái năng lực về quản lý, có năng lực về tài chính thì chúng ta mới có khả năng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sang một cái công đoạn mới, thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn những cái công đoạn nào trọng yếu, nó ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, để chúng ta tập trung đầu nhập vào cái công đoạn đó. Giống như kiểu là gì là yếu tố tiên quyết, yếu tố mà ảnh hưởng lớn nhất, yếu tố trọng điểm để chúng ta đầu tư. Và thứ ba là chúng ta sẽ lựa chọn những cái công đoạn mà nó mang lại chúng ta nhiều lợi ích. Ví dụ như là cái công đoạn đó nó mang lại nhiều giá trị gia tăng thì chúng ta cũng có thể đầu tư. Và thứ tư là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái hình thức đầu tư cho nó phù hợp. Hình thức đầu tư đây là gì? Là hội nhập chiều dọc chúng ta có thể có nhiều hình thức khác nhau. Hình thức thứ nhất là chúng ta có thể đầu tư 100% vốn của chúng ta và chúng ta vẫn vận hành quản lý trực tiếp. Cái loại thứ hai là chúng ta sẽ liên doanh hợp tác để chúng ta thành lập các cái tổ hợp sản xuất liên doanh hoặc là hợp tác, trong đó chúng ta chỉ đóng một một phần nào đó theo quy định và chúng ta được quyền tham gia vào công tác điều hành, điều phối để giúp cho cái hoạt động của chúng ta trở nên có hiệu quả. Và hình thức thứ ba là chúng ta thực hiện các cái liên kết bằng các cái hợp đồng, và cái hợp đồng này mặc dù là nó có cái tính hiệu quả nó thấp hơn và cái tính ràng buộc nó thấp hơn, nhưng dẫu sao thì nó vẫn tốt hơn là chúng ta thực hiện các cái mua bán trôi nổi trên thị trường. Đó là những cái vấn đề liên quan đến chiến lược hội nhập chiều rộng mà sáng nay thầy giới thiệu với các bạn. Về nhóm chiến lược này thì các bạn phải hiểu được cái bản chất là chúng ta phát triển hàng dọc, thì có nghĩa là chúng ta sẽ phát triển nối dài các hoạt động theo cái hướng là đầu ra của công đoạn này sẽ là đầu vào của công đoạn khác, và như vậy thì hoạt động của chúng ta sẽ càng ngày càng ở nhiều công đoạn khác nhau. Thì đó là cái mô hình của chuỗi hàng hàng dọc, và chúng ta chỉ có thể phát triển hàng dọc khi mà chúng ta có điều kiện, chúng ta có khả năng về quản lý cũng như là đầu tư. Bởi vì nếu chúng ta không có khả năng về quản lý đầu tư thì càng đầu tư mở rộng thì nó sẽ càng giảm tải, nó làm cho năng lực của chúng ta yếu đi. Và thứ tư là chúng ta phải chọn các cái công đoạn nào cho nó thích hợp nhất và trọng yếu nhất đối với chúng ta, nó mang lại chúng ta nhiều lợi ích nhất để chúng ta có thể đầu tư. Thì đấy là một số các vấn đề mà về chiến lược hội nhập chiều rộng chúng ta cần phải lưu ý. Yêu cầu của chúng ta là như sau. Thứ nhất là các bạn hãy tìm kiếm các cái doanh nghiệp phát triển theo mô hình hàng dọc và mô tả các cái doanh nghiệp đó họ phát triển hàng dọc là như thế nào, bắt đầu từ đâu, phát triển ra cái gì và cái phát triển của họ mang lại lợi ích hay là gặp những cái khó khăn gì. Cái mô hình này có thể là ở Việt Nam cũng có thể là ở thế giới. Chúng ta sẽ tìm kiếm các tài liệu để chúng ta chứng minh. Các bạn có nghe rõ không ạ? Alo? Alo? Dạ có đây. À có. Vâng. Nhắc lại là các nhóm sẽ tìm kiếm các cái mô hình phát triển hàng dọc ở Việt Nam cũng như ở thế giới, mô tả nó, chứng minh nó phát triển từ cái gì, chuỗi hàng dọc của nó là cái gì, ngành nghề hoặc là cái sản phẩm của nó là cái gì và những cái tác động của nó đối với cái sự phát triển của công ty đó. Đây là cái phần bài tập mà hôm sau chúng ta sẽ thuyết trình đấy ạ. Mỗi một nhóm sẽ lựa chọn mô tả một cái quá trình hàng dọc như vậy và chỉ ra những cái ưu nhược điểm của cái hệ thống mà chúng ta nghiên cứu.
Đó là cái nhóm chiến lược thứ ba. Thứ hai giới thiệu với các bạn. Ở Việt Nam chúng ta thì có một số các công ty đang phát triển theo cái chuỗi hàng dọc này. Tất nhiên không phải là họ không phải là chỉ có phát triển hàng dọc, nhưng họ là một trong những công ty đã phát triển cái chuỗi hàng dọc này. Thí dụ như là công ty sữa Việt Nam Vinamilk chẳng hạn. Đó là gì? Họ trước đây là họ sản xuất sữa. Ngày nay thì họ đầu tư các cái trang trại để nuôi bò sữa, từ lấy bò sữa để chế biến. Đầu tư mua lại một số các cái nhà máy và nông trại ở nước ngoài để chủ động cái nguồn nguyên liệu, vân vân. Thì cái mô hình mà từ chăn nuôi bò sữa cho đến giờ dùng cái sản phẩm đó để đưa vào trong hệ thống để giúp cho cái hoạt động nó hiệu quả, chính là một cái mô hình phát triển hàng dọc. Có rất rất nhiều các công ty đã thực hiện cái loại mô hình này trong xây dựng, trong y tế, trong giáo dục, trong sản xuất cơ khí, vân vân, đều phát triển theo mô hình hàng dọc. Nhiệm vụ của các nhóm là sẽ tìm kiếm các cái mô hình đó, phân tích và chỉ ra những cái ưu nhược điểm của nó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm chiến lược thứ ba. Đó là nhóm chiến lược đa dạng hóa trong kinh doanh. Nhóm chiến lược đa dạng hóa trong kinh doanh về bản chất là doanh nghiệp sẽ thay vì đầu tư hàng dọc trong một cái chuỗi kinh doanh thì họ sẽ phát triển ra nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Và những ngành nghề lĩnh vực này thì nó không phải là một cái chuỗi hàng dọc mà nó là những ngành nghề hoàn toàn khác. Nó khác với sản phẩm cũ và nó không có liên hệ chuỗi đối với các sản phẩm cũ. Ta lấy ví dụ như là một doanh nghiệp trước đây kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, sau một thời gian tích lũy có điều kiện họ mở rộng ra lĩnh vực du lịch, rồi lĩnh vực y tế, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực giao thông vận tải, vân vân, thì đó là cái mô hình phát triển đa dạng hóa. Trên thế giới cũng như ở Việt Nam thì có rất rất nhiều các công ty phát triển theo mô hình này, và sự đa dạng hóa là một trong những ưu tiên mà các doanh nghiệp trong quá trình phát triển thường nhắm tới. Người ta hướng đến cái việc đa dạng hóa là bởi vì có nhiều cái cơ hội để phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà ở những lĩnh vực đó thì có thể mang lại cho người ta nhiều lợi nhuận, hoặc là hoặc là có cơ hội để phát triển với một cái quy mô nó lớn hơn, một lớn hơn. Thì những cái hấp dẫn như vậy nó sẽ làm cho cái quá trình đa dạng hóa trở nên phổ biến. Chúng ta dừng lại đây một chút. Bạn nào có thể thấy lấy một cái ví dụ về doanh nghiệp phát triển đa dạng hóa ở trên thị trường Việt Nam? Ví dụ như lấy một cái công ty nào đó, cái công ty đó họ đa dạng hóa là đa dạng hóa cái gì ạ? Nào, xin mời các bạn nào phát biểu ạ. Alo, các bạn nào lấy được ví dụ về đa dạng hóa không ạ? Vâng, mời bạn Nhật Khanh. Dạ thưa thầy, theo em là Vingroup ạ. Vingroup đa dạng hóa như thế nào? Dạ họ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như là bất động sản, giáo dục, kinh doanh ô tô ạ. Vâng. À, đúng rồi, một mô hình như là một mô hình đa dạng hóa. Ban đầu thì phát triển trong lĩnh vực bất động sản du lịch, sau đó thì tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như là giáo dục có VinSchool đó, rồi y tế thì có VinMec, rồi trước đây là có VinMark, nhưng VinMark bây giờ bạn chuyển giao lại cho Maxan rồi, nhưng mà lại phát triển sang lĩnh vực là công nghệ, đó là Vin VinFast.
vân. Đó là một mô hình về đa dạng hóa. Vâng, nếu lấy về phát triển đa dạng thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều các cái mô hình này, rất nhiều các công ty làm. Và đây là một cái bài tập thứ hai cho các nhóm, đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ tìm kiếm các mô hình về đa dạng hóa ở thị trường Việt Nam, các công ty của Việt Nam và các công ty trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Đà Lạt. Như vậy thì mỗi một nhóm sẽ phải mô tả sự phát triển đa dạng hóa của hai công ty, một là một công ty của quốc gia, hai là một công ty của địa phương. Trong đó thì sẽ mô tả công ty đó là gì, ở đâu, các ngành nghề mà họ đang tham gia, những ngành nghề nào là những ngành nghề chính và hiện nay tình hình phát triển của cái công ty đó là như thế nào. Quay trở lại về nội dung lý thuyết. Đa dạng hóa là quá trình mà chúng ta phát triển ra nhiều lĩnh vực khác nhau và các ngành nghề nó được xếp cạnh nhau. Thực tế thì có hai mô hình phát triển đa dạng hóa. Cái mô hình thứ nhất mà quý vị đang nhìn thấy trên bảng đó, đó là mô hình đa dạng hóa tương quan, hay còn gọi là đa dạng hóa đồng tâm. Đa dạng hóa tương quan hay đa dạng hóa đồng tâm là gì? Là doanh nghiệp phát triển ra từ doanh nghiệp ban đầu, từ cái ngành nghề ban đầu sẽ phát triển ra nhiều ngành nghề và lĩnh vực mới, nhưng các ngành nghề và lĩnh vực mới này có mối quan hệ hữu cơ, hay còn gọi là quan hệ sâu với lại ngành nghề cũ. Thí dụ như quý vị đang nhìn thấy cái mô hình của công ty Kido chẳng công ty Kido tiền thân của nó chính là công ty Kinh Đô đấy. Tuy nhiên bây giờ cái mảng bánh kẹo Kinh Đô thì đã được bán cho tập đoàn Mondelez của Mỹ rồi. Hiện nay Kinh Đô chỉ nắm 25% của Kido, chỉ nắm 25% của Kinh Đô thôi. Và cái phần còn lại của công ty Kinh Đô cũ là cái mảng về kem, thì sau khi đã bán Kinh Đô đi thì Kinh Đô chuyển thành Kido, Kinh Đô cũ thì chuyển thành Kido. Tập đoàn Kido thì tham gia một mảng đầu tiên là bánh kẹo, là cái mảng gốc của họ, hiện nay chỉ nắm 25% và họ không không tham gia điều hành nữa. Rồi sau đó họ đầu tư vào mảng cà phê, và cái mảng lớn nhất mà họ hiện nay đang đầu tư đó chính là dầu ăn, với cái việc mua lại 51% cổ phần của tổng công ty dầu ăn Việt Nam Vocatimex. Vậy thì từ bánh kẹo rồi sang kem rồi sang cà phê rồi đầu tư sang dầu ăn, nhìn vào cái mô hình này chúng ta thấy là tập đoàn Kido đang đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm. Cái tâm hay là cái yếu tố cốt lõi của cái tập đoàn này đó là lĩnh vực thực phẩm, nhưng mà có nhiều ngành nghề khác nhau, như là bánh kẹo, như là cà phê, như là dầu ăn, như là kem. Yếu tố chung nhất của cái tập đoàn này đó là gì? Đó là lĩnh vực thực phẩm. Và cái lĩnh vực thực phẩm này nó ảnh hưởng đến tất cả các cái ngành nghề của họ, và cái tâm ở đây chính là tâm là thực phẩm đấy. Cái mối liên hệ hữu cơ này là gì? Mối liên hệ hữu cơ này là liên hệ thứ nhất là nguồn nhân lực từ ngành nghề cũ có thể hỗ trợ được cho các ngành nghề mới, bởi vì các ngành này đều cần đến các kỹ sư hóa công nghệ, hóa thực phẩm, sẽ cần đến gì ạ? Cần đến các chuyên gia về phân tích và kiểm nghiệm. Trong lĩnh vực nào thì cũng cần có lính, và trong các lĩnh vực nào của Kido cũng cần đến các cái kỹ sư hóa thực phẩm, các cái phòng thí nghiệm, xét nghiệm vân vân. Cho nên là gì ạ? Cho nên là nhân lực có thể chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Công nghiệp, công nghệ quản lý cũng có thể chuyển từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác. Danh tiếng thì cũng có thể chuyển ảnh hưởng từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác. Và đặc biệt là các cái nguyên liệu đầu vào thì nó cũng
gần gần giống nhau. Bánh kẹo cà phê dầu ăn thì cũng liên quan đến các cái nguyên liệu thực phẩm như là dầu, như là đường, như là như là màu thực phẩm vân vân. Cái nguồn nguyên liệu, hệ thống về cung cấp nguyên liệu là có thể dùng chung, và cái hệ thống phân phối hoặc là các khách hàng cũng có thể cũng có thể là có thể mở rộng và có mối liên hệ với nhau. Thì yếu tố đó người ta gọi là yếu tố đồng tâm đấy. Ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới cũng có nhiều công ty và tập đoàn phát triển theo cái mô hình này, và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phân tích tìm kiếm những cái mô hình như vậy. Cái nhóm thứ hai đó là đa dạng hóa ly tâm. Đa dạng hóa ly tâm là doanh nghiệp phát triển ra những ngành nghề lĩnh vực mới có rất ít hoặc là không có mối liên hệ với cái ngành nghề cũ. Chúng ta có thể nhìn thấy một cái mô hình như sau. Ví dụ đây là mô hình của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đấy ạ. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phát triển từ ngành nghề chính là ngành nghề gỗ. Sau đó họ phát triển sang lĩnh vực thể thao, lĩnh vực du lịch, lĩnh vực thủy điện, lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên bây giờ thì Hoàng Anh Gia Lai đã từ bỏ lĩnh vực du lịch, từ bỏ lĩnh vực thủy điện và từ bỏ luôn cả lĩnh vực bất động sản. Như vậy hiện nay Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu chỉ tập trung ở hai lĩnh vực thôi, một là gỗ và thứ hai là nông nghiệp, thứ ba là vấn đề thể thao, nhưng thể thao thì gần như là chỉ để không phải là vấn đề kinh doanh mà là để tạo dựng danh tiếng, và thứ tư là có một cái mảng mảng này rất là nhỏ, đó là mảng y tế. Thực ra y tế thì Hoàng Anh Gia Lai chỉ có một bệnh viện thôi ạ. Vậy thì các cái ngành nghề của Hoàng Anh Gia Lai nhìn vào chúng ta thấy gì ạ? Là các ngành nghề này nó không có mối liên hệ gì cả. Ngành du lịch, ngành thủy điện, ngành thể thao, ngành bất động sản, nông nghiệp và gỗ nó không có mối liên hệ gì về mặt chuyên môn. Cho nên là các lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau. Nhân lực từ ngành này chuyển sang ngành khác quả thực là khó khăn, kỹ thuật cũng không thể ứng dụng được. Và danh tiếng từ lĩnh vực này nó cũng không ảnh hưởng đến sang lĩnh vực khác. Một cái công ty làm gỗ tốt chả ảnh hưởng gì đến vấn đề thủy điện, và một cái công ty thủy điện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nông nghiệp hay là bất động sản. Thì đó là cái mô hình phát triển ly tâm ạ. Ở Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều các công ty cũng phát triển theo mô hình này, như lúc nãy bạn Khanh có vừa nói đấy, như là tập đoàn Vingroup chẳng hạn. Vậy thì một câu hỏi đối với các bạn đây, bạn nào có ý kiến nhá? Theo các bạn thì trong hai mô hình này thì mô hình nào là sẽ phổ biến hơn? Mô hình đồng tâm và mô hình ly tâm thì mô hình nào là phát triển phổ biến hơn? Vâng, xin mời ạ. Các bạn nào có ý kiến ạ? Alo? Alo, có bạn nào phát biểu nào? Mô hình nào sẽ phổ biến hơn đây? Chưa có một cánh tay nào giơ lên nha. Vậy thôi thầy sẽ mời bạn của nhóm 4 ạ. Nhóm 4, đại diện nào của nhóm 4 phát biểu đây? Alo, nhóm 4 có mặt ở đây không? Dạ có. Vâng. Dương Đình Hưng. Thưa thầy Ok. là đa dạng hóa đồng tâm sẽ phổ biến hơn ạ. Tại sao lại bạn nghĩ là như thế? Dạ, tại vì ngành nghề phát triển mới nó sẽ liên hệ nhiều ở các ngành nghề cũ ạ. À, vâng. Rồi có bạn nào có phát biểu thêm không ạ? Có ý kiến khác không? Cảm ơn bạn Hưng nha. Dương Đình Hưng phải Dạ. không? Rồi, ok. Nào, có bạn nào có ý kiến khác không ạ?
Và thôi bây giờ câu hỏi này sẽ trao lại và xem các bạn sẽ thảo luận xem sau khi nghỉ giải lao 15 phút chúng ta sẽ quay trở lại nha. 9 giờ 15 quay trở lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Chúc các bạn vui vẻ nhé.